Đây, giờ này thôi cái này hôm bữa cũng có con chiếc rồi, chiếc AB. Nhưng mà AB thì phải chế, nhưng mà chiếc này mình thấy nó lạ nên là mình quay cho anh em xem luôn. Chiếc này xe này có anh chú mua lại lâu chưa? Mua lại được mấy tháng rồi. À, mua mấy tháng rồi. Chú chạy vẫn thấy ngon bình thường đúng không? Im mượt. Nhẹ xe đúng không? Nhưng mà này, anh em thấy nào. Đây là nguyên cái bộ nồi mình mới tháo ra nha. Đó, nồi trước thì zin hoàn toàn, bi cũng như bi zin. Nhưng mà cái nồi sau này nè là anh em nhìn thấy cái mã 44D không? Mà cái nồi sau này của Louis nè. Đó thì hôm trước á mình thấy có chiếc xe AB á là chế cái bộ mà của Novo 5 với Louis á, thì thường là cái chuông 5B này nè, là thề chung cái chuông Louis. Nhưng mà mình thấy cái chuông này như là không có dấu hiệu tháo tại nha anh em, chuông zin luôn nè. Chưa có dấu mòn cắt hết á. Mình nghĩ là chắc chắn là phải có tháp đó. Chắc này có tháp hay sao á, có tháp không? Nhưng mà cái này nè, cái xe này đặc biệt một điều nè, chạy đang chạy rất là bình thường thôi, nhưng mà cái đây là cái càng này nè, anh em nhìn nha, càng này là của Louis nha, phải cái máy của mà AB đâu hay radio đâu, nhưng cái chuông này nè vừa luôn. Mình thắc mắc ở chỗ này nè, không biết là có tháp hay không, hay là có gì nha. Còn cái chuông cũ chứ mày, mấy cái chuông của Louis đây nè, gắn thử cái vừa không. Đây, xe này đang chạy bình thường anh em, chạy được nghe, nhưng mà mình thấy lạ chỗ là xe này được chế lại cái chuông. Chế lại nguyên cái bộ nồi sau này. Cái cụm ba càng, cái chuông này là của xe Novo luôn. Mà mình nếu mà chế qua cái này được thì chạy nó nhẹ xe, anh em nào đi ra đầu ra giữa nhiều, đi Sài Gòn nhiều thì đi cái này nó nhẹ xe nè. Ôi nó nhỏ rồi, vậy là cái chuông này có thật. Về cái chuông này là có được chế lại rồi. À, bây giờ là thấy là lạ nè, có chế lại nha anh em. Đó nè, cái chuông Louis này là không, cái chuông với này Louis với Novo là cái cuốn chuông nó xài chung anh em. Đó. Đó, nhé tôi không có vừa đâu nè. Nhưng mà cái xe này này có tháp rồi. Họ cắt cái phần mà cuốn chuông của mà cái cuốn chuông của AB á, họ đưa qua đây. Đó, họ gắn đây nè. Đó, vừa luôn anh em thấy không? Vừa luôn nè. Đó. Thì xe này hiện tại mình đang vệ sinh nồi thôi, nếu chạy thấy bình thường mình chỉ kiểm tra nồi vệ sinh nồi thôi. Thì thấy này được thì mà, nhưng mà thắc mắc là anh thợ nào mà chơi cái cuốn qua đường là cũng tay nghề cao lắm này ha. Đó, đây là bố của Louis luôn. Đó, gắn vô trong cái ba càng nè anh em không, xài của Louis hết nè. Đó, nhỏ xíu nè, Louis nè mà chạy đang... nếu mà vô được cái bộ này rồi khỏi lo gì cũng giật, cái chạy nó nhẹ dặn nghe từ không đứng 40 thấy nhẹ, nó nhẹ xe đúng không, dặn nó nhẹ xe đó. Tại cái dòng bố của con này thì đi bền trâu lắm, bao luôn bố nè, bao luôn nha. Đó, chứ không mà không cần phải gắn cái bu zin đâu, đi rất là ngon luôn, đều nói luôn, bố con Louis Ad chứ bố của Novo 5 rồi, đi bền lắm, cứ đi thoải mái gì vô ha. Đó, anh em thấy không, đây là mình trong này có rất nhiều cách để chơi đó, nhưng mà quan trọng là mình đi mình chạy để chú mua lại, chú thấy cái nồi này chú hỏi mình là có nên gì zin hay không, mình nói là không, đang chạy ngon được cứ để chạy luôn, sau này mà nó có hết bố vậy đó, cái chuông mình vẫn giữ lại nha, mình chỉ thay bố thôi. Thấy còn cái chuông này thì người ta đã tháp qua cái cuốn này rồi, mình gắn cái cuốn khác, bởi vì sau này nhiều khi là mình mua cái cuốn này gắn vô không được đó. Sau này nếu mà thấy không ổn thì mình nó hư cái chuông quá rồi á thì mình có thể gì zin nguyên bộ thì sao. Đó, nó cũng không có tốn nhiều tiền đâu. Đó. Dạ, nhưng mà đang ngon thì mình cứ chạy đi. Ừ. Đây là nồi Louis cho nơi radio. Rồi thôi, anh chia sẻ cho anh em cái clip ở đây thôi nha. Mình kết thúc video clip ở đây nha anh em. Vậy cho anh em thấy là cái sự sáng tạo là không giới hạn nha.